Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Sava News. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đăng clip khoe hoa tre trăm năm nở một lần, nhiều người tin mắt phát hiện sự thật. Mới đây một chàng trai trong lúc đi xung quanh làng đã vô tình nhìn thấy một bụi tre. Trong đó có xuất hiện những khóm lá màu nhạt hơn, lại có phần tươi sáng hơn những chỗ lá khác. Nghi ngờ là hoa tre trăm năm nở một lần, anh thanh niên đã ngay lập tức quay lại để khoe với cộng đồng mạng về việc nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên cực kỳ hiếm gặp. Sau gần 30 năm sống trên đời mới nhìn thấy được tre ra hoa. Tuy nhiên, trong khi đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, chàng trai danh chóng nhận được rất nhiều phản hồi từ mọi người. Hầu hết mọi người cho rằng chàng trai đã nhận lầm vì đây không phải là cây tre cũng như những khóm lá màu nhạt trên cây, càng không phải là hoa tre theo một số bình luận được để lại. Ở một số địa phương, đây được gọi là cây lùn, nó cùng một họ với cây tre, còn những khóm màu xanh nhạt tươi sáng trên cây là hoa lùa chứ không phải hoa tre. Bên cạnh đó, cũng có một số người cho rằng cây tre không nhất thiết đúng 100 năm mới nở hoa một lần, vì đủ tuổi thì tre tự nở hoa Trời chết. Điều tra vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trên đồi vắng Chiều 26 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông trên địa bàn. Khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 6, một người chăn bò trên khu vực dốc căng thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, thì tá hỏa phát hiện thi thể người trên đồi vắng. Vị trí phát hiện thi thể gần những cây to. Sự việc được trình báo đến công an, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã đến hiện trường điều tra vụ việc và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Qua khám nghiệm trong người nạn nhân có căn cước công dân nên cơ quan chức năng đã thông báo cho gia đình đến nhận dạng. Nạn nhân được xác định là T, sinh năm 1998, ngụ xã Tiến Thành. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể đã được bàn giao cho gia đình. Theo người nhà, nạn nhân đi khỏi nhà 7 ngày trước và gia đình có đi tìm nhưng không hề có kết quả. Đến hôm nay thì phát hiện vụ việc. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết điều tra làm rõ. Cả ngàn người khổ vì nước ngập sau mưa suốt 5 năm, địa phương nói gì? Cứ sau mỗi trận mưa, cuộc sống của khoảng 250 hộ dân với gần 1.000 người ở khu tập thể cũ, ngõ 49 đường Nguyễn Khoái, phường Bạch Đăng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lại bị gián đoạn vì nước ngập. Trao đổi với báo chí, người dân cho biết tình trạng này đã xảy ra từ 5 đến 6 năm nay, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Bà Nguyễn Thị Sinh, 47 tuổi, ở ngõ 49 đường Nguyễn Khoái bức xúc. Hệ thống cống đã bị sập khiến mưa xuống không thể rút được nước. Hơn 5 năm nay, cứ mưa là nước lại tràn vào nhà, gây ảnh hưởng tới cuộc sống chúng tôi. Không chỉ nước mưa mà nước cống cũng dền lên, gây hôi thối nồng nặc. Đã nhiều năm qua, trong tiếp xúc cử tri từ cấp phường đến thành phố Hà Nội, chúng tôi đã kiến nghị nhưng không hiểu sao không xử lý triệt để, khiến người dân rất bức xúc. Ông Đỗ Văn Hạo ở ngõ 49 đường Nguyễn Khoái ngào ngán. Chiều 26 tháng 6, trao đổi với ông Nguyễn Hoành Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng cho biết, Ủy ban nhân dân phường đã được giao thực hiện sửa chữa đường ngõ và hệ thống thoát nước nói trên với kinh phí khoảng 350 triệu đồng, dự kiến từ tháng 7 năm 2023 sẽ tiến hành sửa chữa đường ống thoát nước này, thời gian hoàn thành khoảng 1 năm. Cùng ngày, trao đổi với ông Nguyễn Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thông tin Ủy ban Nhân dân quận đang tập trung chỉ đạo giải quyết những phản ánh của người dân về tình trạng ngập ống tại ngõ 49 đường Nguyễn Khoái. Thai phụ mất mạng sau khi phá thiết bị chơi game của chồng Khoảng 0 giờ sáng hôm 18 tháng 10 năm 2021, Hunter Sam Tatum, một thanh niên ở thành phố Bradfield, bang Alabama của Mỹ, gọi đường dây nóng 911 để báo rằng hắn đã bắn vợ. Đó là lỗi của tôi, Hunter nói như vậy khi cảnh sát tới nhà hắn. Sau đó gã tự đưa tay vào còng. Summer Tatum, vợ của Hunter, vẫn sống khi cảnh sát bắt hắn. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện. Tiên lượng Summer khó qua khỏi, các bác sĩ cố gắng cứu đứa con trai trong bụng cô. Xong cả hai nạn nhân đều qua đời. Nếu Summer còn sống, đứa trẻ sẽ chào đời 4 tháng sau đó kiểm tra camera nên trong nhà của hung thủ và nạn nhân, cảnh sát nhận thấy án mạng xảy ra sau khi Summer phá thiết bị chơi game của Hunter khiến hắn nổi giận. Vì sao Summer phá thiết bị chơi game của chồng? Trong quá trình chơi game trực tuyến, Hunter quen một nữ game thủ ở tận nước Anh. Họ nảy sinh tình cảm yêu đương trong quá trình chơi game. Khi biết mối tình giữa Hunter và người phụ nữ ở Anh, Summer đã phá thiết bị chơi game để chồng dừng mối quan hệ ngang trái. Khi Hunter rút súng, Summer cầu xin chồng tha mạng. Cơ quan công tố muốn đề nghị án tử hình đối với Hunter Zem tatum Tuy nhiên, Hunter thỏa thuận với các công tố viên về việc hắn sẽ nhận tội giết hai mạng người để tránh án tử hình. Đổi lại, Hunter sẽ nhận hai án tù 99 năm. Hôm 23 tháng 6, tòa án tuyên bố Hunter Zem tatum phạm hai tội giết người. Bị cáo nhận mức án 99 năm tù cho mỗi tội. Tổng hình phạt dành cho bị cáo 26 tuổi là 198 năm tù quay clip tin nhắn hình ảnh nhạy cảm rồi tống tiền. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ Nguyễn Đình Hiền sinh năm 2002 để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 4, Hiền tạo nhiều tài khoản mạng xã hội với hình đại diện là nữ ăn mặc gợi cảm để kết bạn với nam giới đang có nhu cầu nói chuyện tâm sự. Hiền cài đặt giả định vị trên điện thoại, liên kết với tài khoản của mình, vị trí mà nghi phạm chọn là gần các nhà nghỉ khách sạn. Sau đó, Hiền vào mục tìm kiếm bạn để săn mồi. Khi có tín hiệu kết bạn, Hiền giả giọng nữ gửi video gợi cảm kích dục cho đối phương, sau đó chủ chat xét từ sướng. Lúc này Hiền sẽ quay, chụp lại màn hình rồi tống tiền. Đối phương không làm theo thì sẽ bị dọa đưa các hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng, gửi cho người thân bạn bè. Bằng thủ đoạn này, Hiền đã cưỡng đoạt tài sản của gần 30 người với số tiền khoảng 300 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận từng là nạn nhân của trò lừa đảo tống tiền như trên. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bắc Bộ và Nam Bộ mưa dông, ngày đầu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông còn duy trì ở trong Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong 27 tháng 6. Lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Như vậy lượng mưa giảm hơn so với những ngày qua, nhưng người dân cần đề phòng những cơn mưa lớn bất chợt. Nền nhiệt cũng tăng nhẹ lên ngưỡng 27 đến 32 độ C, trời mát về tối và đêm. Cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày đầu kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ khả năng mưa rào vào buổi sáng với xác suất là 75 đến 85%, nhiệt độ dao động là 25 đến 28 độ C. Đến chiều mưa giảm và nền nhiệt tăng, lên ngưỡng 30 đến 32 độ C. Những ngày tiếp theo, ngày 28 đến 30 tháng 6, đợt mưa ở miền Bắc chấm dứt, khu vực quay trở lại trạng thái oi nóng và khô ráo, nhiệt độ chạm ngưỡng 34 độ C. Trong khi đó thời tiết trung bộ thuận lợi hơn, khi ít khả năng xuất hiện mưa dông. Ngày 7 tháng 6, nắng nóng chỉ còn tập trung từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất là 35 độ C. Các khu vực còn lại phổ biến không mưa nền nhiệt dao động 27 đến 33 độ C. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có thể xuất hiện nhiều về chiều và tối với xác suất xảy ra lên tới 70-80%. Lượng mưa được dự báo là 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Ban ngày thời tiết hưởng nắng và oi nóng với nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ C. Cụ ông chải tóc cho vợ chụp căn cứ công dân, trong mắt ông bà vẫn luôn đẹp nhất nhiều người vẫn thường hay tự hỏi tình yêu là gì thực ra tình yêu đôi khi chỉ là một hành động quan tâm nhỏ xíu mà những người nguyện lòng yêu nhau luôn dành cho nhau kể cả khi cả hai mái tóc đã bạc màu tình yêu là khi trong lúc bà ngồi đợi chú công an chụp ảnh để làm căn cước công dân ông ân cần hướng tới dùng băng đô nhẹ nhàng vén đôi mái tóc của bà lên rồi tỉ mỉ chỉnh lại cho bà từng nếp tóc bà không nói gì ngồi yên và để ông chỉnh trang lại cho mình mọi thứ tình yêu là khi mà cụ ông tận hưởng được niềm vui thông qua những việc làm nhỏ nhất như chăm sóc cho cô công chúa của mình còn bà ngồi đó và tận hưởng sự chở che quan tâm mà ông mang đến có lẽ những hành động ấy không chỉ vừa mới xuất hiện hôm nay mà đã có từ hôm qua đã thế hôm nay lại thế và ngày mai vẫn sẽ như thế Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip đã không khỏi ngưỡng mộ trước tình yêu son sắc cách mà cả hai cụ dành cho nhau. Đang trộm thiết bị công trình đường Vành Đai bị công an bắt giữ Ngày 27 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tân An, Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Minh Long, 37 tuổi ở phường 4, thành phố Tân An, để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lúc 4 giờ ngày 13 tháng 6, Tổ tuần tra Công an xã Nhân Thành Trung, thành phố Tân An, tuần tra tuyến tỉnh Lộ 833, thì phát hiện đối tượng Long điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phát hiện đối tượng chở phía sau xe một bình ác quy hiệu Đồng Nai, một mô tơ, hai bó kim loại bên trong có hai cây càng cua, năm cây xà beng, 42 cây sắt phi 10 dài 1 m nhiều đoạn sắt hình chữ V, nặng khoảng 10 kg. Qua làm việc, bị can Long khai nhận số tài sản trên vừa trộm của công trình đang thi công vòng xoay đường vành đai thành phố Tân An. Hiện nay, các gói thầu hạng mục đang dần hoàn thành. Nhiều đoạn tuyến thuộc dự án đường vành đai thành phố Tân An đang thi công chạy đua về đích đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành dự án. Đây được xem là tuyến đường huyết mạch cho sự phát triển của thành phố Tân An, tỉnh Long An. Do đó, rất nhiều thiết bị đang tập trung cho dự án, rất dễ bị mất cấp nếu không có người trông coi trong quá trình thi công. Đơn hàng trở lại, Bình Dương cần tuyển thêm 20.000 lao động. Những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương bắt đầu có đơn hàng trở lại. Chính vì vậy, một số công ty cũng có nhu cầu tuyển dụng người lao động với số lượng từ vài chục đến hàng trăm lao động từ nay đến cuối năm. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn Yasaki EDS Việt Nam, sản xuất dây dẫn điện ô tô, trụ sở công ty tại thành phố Dĩ An đang có nhu cầu tuyển dụng 785 lao động phổ thông, độ tuổi từ 18 đến 40. Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh chuyên sản xuất ghế tủ gỗ xuất khẩu đóng trên địa bàn thành phố Tân Uyên có nhu cầu tuyển dụng 15 lao động độ tuổi từ 20 đến 30. Công ty Esprinta Việt Nam tại khu công nghiệp Sống Thần 2, thành phố Dĩ An có nhu cầu tuyển dụng hơn 150 lao động là công nhân may có tài nghề cùng nhiều vị trí khác như tổ trưởng kỹ thuật. Ngoài ra, còn nhiều công ty khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã ra thông báo tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Bình Dương, nhu cầu tuyển lao động phổ thông ở quý 2 và quý 3 năm 2023 chủ yếu để bổ sung nguồn lực hao hụt, không nhằm phục vụ mở rộng sản xuất nên nhu cầu không lớn. Dự báo về nhu cầu tuyển dụng từ nay đến cuối năm, tỉnh Bình Dương cần khoảng 20.000 lao động, trong đó lao động có tay nghề, lao động phổ thông khoảng 15.000 người, còn lại là lao động có trình độ chuyên môn. sẽ đổ 3,8 triệu mét khối bùn cát xuống biển Quy Nhơn. Để cảng Quy Nhơn tiếp nhận tàu lớn, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nạo vét 3,8 triệu mét khối bùn cát và đổ xuống biển tại vị trí cách bờ gần 12 km. Vị trí nhấn chìm 3,8 triệu mét khối bùn cát từ dự án cải tạo, nâng cấp luồng cảng Quy Nhơn để tiếp nhận tàu 50.000 tấn vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định thống nhất với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải. Sau đó, điểm đổ bùn cát nằm cách cảng Quy Nhơn hơn 15 km, eo gió 21 km và cù lao xanh gần 12 km. Phạm vi đổ và nhấn chìm khoảng 100 ha thuộc vùng biển Quy Nhơn, chia làm nhiều khu vực nhỏ. Bùn cát sẽ được tàu hút và xà lan vận chuyển. Khi đến nơi, các tàu sẽ mở cửa xả để nhấn chìm bùn cát. Dù thống nhất vị trí đổ bùng cát, song tỉnh Bình Định vẫn lo ngại việc nạo vét, vận chuyển và nhấn chìm nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng việc khai thác nuôi trồng hải sản, du lịch biển. Do đó, chủ đầu tư được đề nghị bổ sung tác động môi trường của dự án đến khu vực quy hoạch bảo tồn biển, cũng như kết quả khảo sát hiện trạng hệ sinh vật đáy như rạn san hô, thảm cỏ biển tại khu vực nhấn chìm và xung quanh để đánh giá tác động đến sinh vật tầng đáy bản tin hôm nay xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo